Thưa sư Hạnh Tuệ, trước khi kết thúc các video vấn đáp, sư luôn phát nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cầu cho tất cả chúng sinh được thọ hưởng tùy ý, thoát khỏi những điều thống khổ và được các quả người, quả trời và quả niết bàn. Sư không hề nhắc đến quả tái sinh làm Atula. Con thắc mắc tại sao sư không xem quả Atula là một quả lành, dù rằng trên lý thuyết cõi Atula được xem là cao hơn cõi người. Thì về câu này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Dạ, kính thưa Đại Đức Hành Đại, kính thưa quý vị. Quý vị cũng đã biết rồi đó, bốn cái cõi khổ. Quan thang nó bốn cõi khổ rồi đó. Tại vì nếu bốn cõi khổ nói ra công mấy vị, một số vị có thể là nghe lỡ, mình lỡ sẽ nhắc bốn cõi khổ trước là nghe lại nói là sư Đại Tường ông phản bác, ông nói không có nói có dạy Atula kia nữa. Hình như tôi nhớ là cái vụ Atula nào là trong cái bộ vấn đáp là nó sẽ có nói rồi. Atula là trong chú giải, đặc biệt quý vị coi xem cái quyển chúng sanh sanh thú chú giải người và cõi thì có trong đó. Trong đó có phân tích rất là kỹ, tường tận về Atula. Mà sư nhớ không nhầm là có ba cái loại Atula. Thứ nhất là Atula Thiên. Thứ hai là Atula, hình như là Atula ngạ quỷ sao đó. Có nghĩa là Atula mà nửa ngày sướng, nửa ngày mà trên cõi trời sướng, mà nửa ngày khổ như địa ngục. Cái dạng như như là Diêm Vương, đồ số một số mà... một số mà đã đi hành hạ cái chúng sanh dưới địa ngục, thưa vị. Và cái thứ ba là cái Atula ngạ quỷ đó là khổ. Thì bây giờ là chúng đặt câu hỏi tại sao mà lại không nghĩ Atula này, xin thưa quý vị, là cái nhân gì, cái ta phần cái nhân gì mà tái sanh làm Atula. Có nghĩa là khi mà tái sanh làm Atula, thưa quý vị, mặc dù Atula Thiên, xin nhấn mạnh nha, Atula Thiên mà ở trong kinh điển mô tả đó là ở cái cõi cùng với chư thiên mà cùng với Đế Thích đó. Đế Thích uống rượu xong rồi say sưa, xong rồi Đế Thích mới đại loại mới di chuyển đi xuống cái ở một cái nơi mà thấp hơn đó. Thì cái nhân mà Atula, thứ vị, cái nhân chính là do phần do tâm sân là nhiều, thứ vị. Mặc dù Atula Thiên là đúng thật sự là tái sanh bằng cái tâm thiện, tôi nhấn mạnh nha, Atula Thiên là phải tục sanh bằng tâm thiện, chỉ có mà hạn Atula mà nửa ngày sướng nửa ngày khổ đó, đó là bằng cái tâm, nói chung là hai cái hạng đó đó. Những cái hạng Atula nó sẽ rơi vào những cái loại người sau đây, là người nhị nhân, người lạc vô nhân. Đó, đó là hai cái Atula nó rơi vào hai cái hạng đó nhiều nhất. Cho nên chính vì như thế làm Atula mà rơi vào hạng mà nhị nhân với lạc vô nhân đó. Đó. Bởi vì được xếp vào hàng gọi là cái chúng sanh mà không có khả năng mà đắc đạo đắc quả đó. Mà cụ thể quý vị biết đó, là trong bốn đường ác đạo đó là có kể rất là chi tiết, đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên Atula là vẫn được xếp vô là tuy là thiên, nhưng mà tuy là có cả Atula hạng Atula thiên thiệt, nhưng mà vẫn xếp vô là người khổ, bởi vì không có khả năng đắc đạo đắc quả. Thì vị nó rõ hơn là như vậy cho vị dễ hiểu nè. Atula thấy gì chứ thua dạ xoa, nói cho vị hiểu. Dạ xoa thiên nha, giống như là trường hợp dạ xoa thiên á, là có những trường hợp dạ xoa mà họ tục sanh bằng cái tâm quả tâm nhân á, là Bồ Tát Phương Tiện Si, là khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp nha, giống như dạ xoa la quá cá nè, và cái dạ xoa mà trong cái tích mà oan trái mà nhiều đời nhiều kiếp gà mái với mèo rồi xong con nai với con báo gì đó đó, đó gì đó đó, là thánh nghe pháp Đức Phật xong là đắc thánh dữ luôn.
đó vì cho nên là bởi vì sao nghĩ, tôi nghĩ là giả tới đây vì cũng đã hiểu rồi tại sao mà lại không phát nguyện la tu la như vậy đúng không? Rồi bè bè qua giả, so mà giả so thiên nghe pháp còn đắc đạo được tại vì có yếu tố tập nhân, còn Atula là thiên về cái hạng mà gọi là lạc vô nhân và nhị nhân không có khả năng đắc đạo quả cho nên là vẫn quy vô là khổ cho nên là không phát nguyện Atula là như vậy thưa quý vị. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.